Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, vào ban đêm, quân đội nước này đã ngăn chặn một nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm chiếm một sàn khoan tự nâng Krum 2 ở Biển Đen. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, để chiếm giàn khoan của Nga, Bộ Tổng tham mưu tình báo Quốc phòng Ukraine đã cử nhóm đổ bộ từ 14 tàu tuần tra Willard Sea Force của Mỹ với các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải quân Ukraine. Lực lượng hạm đội Biển Đen và các quân nhân Nga đã đánh chìm 8 tàu tuần tra và tiêu diệt khoảng 80 chiến binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm 6 tàu tuần tra của Ukraine đã rút lui mà không cố gắng cứu các binh sĩ Ukraine bị thương còn lại trên mặt nước. Cuộc tấn công được Bộ Quốc phòng Nga xem như một chiến dịch truyền thông được tổ chức nhân chuyến thăm của các ngoại trưởng Mỹ và Anh tới Ukraine ngày 11 tháng 9. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch truyền thông đã thất bại thảm hại và cướp đi sinh mạng của nhiều chục binh sĩ Ukraine. Liên quan đến tổn thất của Ukraine ở tỉnh Kursk, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, kiêm phó trưởng ban quân sự chính trị của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phía Ukraine đã rút các lính đánh thuê nước ngoài khỏi khu vực Kursk do họ đã hứng chịu những tổn thất nặng nề. Tướng Alaudinov cho hay, hiện tại chúng tôi không thấy người nước ngoài ở đây như những ngày đầu nữa. Hiện tại chúng tôi chỉ thấy các thành viên trực tiếp của lực lượng vũ trang Ukraine, các đơn vị của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 10 tháng 9, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 11.800 quân nhân và 93 xe tăng. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngày 10 tháng 9 đã diễn ra 131 cuộc giao tranh trên toàn tuyến, gần một nửa số cuộc giao tranh tập trung tại khu vực Pokrovsk và Kurakove. Các lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của Nga, phá hủy một trung tâm chỉ huy, 8 hệ thống pháo binh, một thiết bị chiến tranh điện tử và một mục tiêu quan trọng khác của Nga. Ông Alexei Goncharenko, một thành viên Quốc hội Ukraine ngày 11 tháng 9, bất ngờ thừa nhận tình hình ở vùng biên giới Kursk rất căng thẳng khi Nga bắt đầu các đợt phản công nhằm giành lại vùng lãnh thổ này. Trong khi đó, trang Aviapro dẫn nguồn tin từ các blogger quân sự Nga cho hay, Nga bắt đầu các đợt phản công mạnh ở Kursk đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi một số khu định cư ở đây như Snagos, Apanasyevka, Visevka và Biakovo. Một trong những vai trò quan trọng trong các hoạt động phản công do Trung đoàn Dù 56 của Nga đảm nhiệm, đơn vị này cũng đóng vai trò quan trọng ở những tuần đầu phòng thủ của Nga ở Kursk. Lực lượng của Trung đoàn đang tiến từ khu vực Komarovka, giành lại Apanasyevka, Vinsevka cũng như các đồn điền và làng lân cận. Các trận chiến chính dự kiến diễn ra ở khu vực Obukoka và Lyubimovka. Làng Zeleny Sliak nằm ở phía đông Lyubimovka có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nơi đây được coi là mắt xích quan trọng trong hệ thống liên lạc của lực lượng Ukraine theo hướng phía Bắc Kursk. Theo Aviapro, quân đội Ukraine vẫn kháng cự ở một số khu vực nhưng không thể ngăn chặn đáng kể đà đá tiến của lực lượng nga. Nhà quan sát quân sự David Ace viết trong một bài báo cho Forbes tiết lộ rằng, lữ đoàn 154 mới của lực lượng vũ trang Ukraine chỉ được trang bị những vũ khí lỗi thời từ thập niên 1960. Theo nhà quan sát David Ace, mùa thu năm ngoái khi cuộc tấn công mới nhất của Nga ở miền đông Ukraine mới chỉ bắt đầu, quân đội Ukraine đã bắt đầu thành lập những lữ đoàn mới đầu tiên trong tổng số 11 lữ đoàn. Những lữ đoàn này chiếm 10% việc mở rộng của lực lượng mặt đất Ukraine. Về lý thuyết, sau khoảng 6 tháng huấn luyện, những lữ đoàn này sẽ triển khai dọc theo tuyến mặt trận dài 700 dặm trong cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga chống lại Ukraine. Phòng thủ ở phía đông giữ vững tuyến phòng thủ ở phía nam yên tĩnh hơn hoặc thậm chí tấn công ở phía bắc. Trên thực tế, những lữ đoàn này đang thiếu trầm trọng vũ khí hiện đại và điều này có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng cho người Ukraine khi các lữ đoàn mới nhưng trang bị kém thay thế các lữ đoàn cũ nhưng được trang bị tốt hơn khi các lữ đoàn cũ cuối cùng được rút khỏi tuyến liên lạc sau 18 tháng chiến đấu không ngừng. Nhà phân tích đánh giá, nếu lữ đoàn cơ giới 154 thực sự sử dụng xe tăng T-62, thì đây là dấu hiệu đáng lo ngại cho quân đội, vốn chủ yếu sử dụng các phiên bản hiện đại hơn của xe tăng T-64 và T-72, bên cạnh số lượng nhỏ hơn nhiều các xe tăng Challenger 2, M1 Abrams, Leopard 1 và Leopard 2. Military Land, một đơn vị theo dõi các thay đổi trong cơ cấu lực lượng quân đội Ukraine lưu ý, vẫn còn là một bí ẩn nơi Ukraine sẽ tìm đủ thiết bị cơ giới để trang bị cho các đơn vị này. Hiện tại đã có sự thiếu hụt các xe chiến đấu bộ binh. Tài liệu cho biết, lữ đoàn cơ giới 154 hầu hết được trang bị các xe bọc thép cũ, nhẹ hơn và không có đơn vị nào có lớp giáp dày hơn 33mm, chỉ đủ để đẩy lùi hỏa lực của súng máy. Tờ Wall Street Journal đưa tin, trong bối cảnh một số thất bại về mặt chiến thuật mà quân đội Ukraine gần đây phải gánh chịu ở hầu hết các hướng, phương Tây bắt đầu yêu cầu chính quyền Ukraine xây dựng một kế hoạch B thực tế trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Theo báo này, khi quân đội Nga tiến lên đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine khỏi một khu vực kiên cố khác, các đối tác phương Tây của Zelensky muốn nghe từ ông những mục tiêu thực tế trong cuộc xung đột hiện tại, để sau đó họ có thể trình bày với những người nộp thuế trong nước họ. Hiện tại, sự ủng hộ của công chúng dành cho những người ủng hộ Kiev đã bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Do đó, theo các tác giả của bài báo, các chính trị gia phương Tây muốn ban lãnh đạo Ukraine xây dựng kế hoạch B để thuyết phục cử tri của họ về khả năng nên hỗ trợ thêm cho Ukraine. Wall Street Journal trích lời Eric Green, cựu giám đốc cấp cao về Nga và Trung Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia NSC Mỹ cho biết, một số quan chức phương Tây lo ngại rằng họ sẽ sớm hối hận về cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk, rằng nó sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến khả năng tự vệ của Ukraine. Ông Green bày tỏ, có lo ngại rằng vụ tấn công vào khu vực Kursk này chỉ giống như một cuộc chè chén say xưa và sẽ phải hối hận sau 6 đến 8 tuần. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, báo The Times của Anh đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lamy cùng các quan chức khác đã đến Kiev đang có kế hoạch thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Trước đó vào hôm 10 tháng 9, khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine cho việc sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc chiến với Nga hay không, Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền của ông đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ. Ngày 11 tháng 9, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ Nga sẽ xem Mỹ và các đồng minh là các bên tham gia vào cuộc chiến Ukraine và Moscow sẽ sử dụng vũ khí mạnh hơn nếu phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào Nga. Theo ông, Mỹ và các quốc gia châu Âu khác như Đức, Pháp và Anh đang trở thành các bên tham gia vào cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông Volodin cho biết thêm, Tất cả những điều này sẽ dẫn đến thực tế là đất nước chúng ta sẽ buộc phải đáp trả bằng vũ khí mạnh hơn và có sức hủy diệt hơn để bảo vệ công dân của mình. Cùng trong ngày 11 tháng 9, người phát ngôn Điền Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, phương Tây nhiều khả năng đã đưa ra quyết định cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa và giới truyền thông đang trong quá trình chính thức hóa quyết định này. Theo ông Peskov, nhiều khả năng tất cả những quyết định này đã được đưa ra. Điều này có thể được giả định với xác suất cao, hiện tại giới truyền thông chỉ đang tiến hành một chiến dịch như vậy để chính thức hóa một quyết định đã được đưa ra người phát ngôn điện kremlin cảnh báo nga sẽ đưa ra đòn đáp trả thích đáng nếu mỹ cho phép ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ nga bằng tên lửa atacms tầm xa ông peskov nhấn mạnh đối với tất cả những hành động này chiến dịch quân sự đặc biệt của nga chính là đòn đáp trả mỗi quyết định này do phương tây đưa ra và sau đó được quy cho ukraine là sự xác nhận về tính hợp lý cần thiết và tất yếu của chiến dịch quân sự đặc biệt